ơi sẽ quay trở lại của Hải hôm nay nè. Của Hải lên tới 1.8 triệu rồi đúng không? Đợt đám là có 1.3 triệu, nó lên 1.800.000 tỷ rồi. Xây full cây Toti 8 luôn à? 12 lương cho NK, còn khích người mượn cho NK của to luôn. Khích NK luôn hả? Son Win, Van DB, Six Loan T. Vàng Toti cũng nắm đúng hết luôn đúng không? Nhiều đủ hết luôn á chứ mày chứ. Đâu giá trị này lên nhiều hả? Son Win lên giá nhiều 92.000 tỷ à? 92.000 tỷ, ăn này như chỉ cần đập thêm một con hàng Ronaldo Icon TM lên 5 nữa là đủ 1 triệu tỷ rồi. Cộng 4 là bao nhiêu? 178 đúng không? Cộng 5 là 356.000, hơn tới gần 200.000 rồi. Hơn 180.000. Rồi lên là 2 triệu tỷ luôn. Vì hiện tại con đang tới 1 chứ ta. Hai bút chết nè, 1.800.000 tỷ. Thứ hai là 1.600.000 à. Bây giờ thêm con Ronaldo nữa là 2 triệu tỷ ha. Ronaldo Icon TM lên 5 nữa là 2 triệu tỷ. Hồ Hoàng Anh Đào Nguyễn này lên 600.000 tỷ rồi. Belinha 112.000 tỷ. Nay mới cập nhật thêm mấy con Toti nữa mà, mấy con Toti 8 nữa. Mấy con Toti 8 này giá bao nhiêu? Hakimi rồi đúng không? Xem 23T8 à. Xem 23T1.8 lên 18.000 tỷ. Con này cũng hiếm ha, con này đập lên ác chứ, 121 số hả? Mini 23T8 này muốn căng con này hàng Real nữa. Hello, hello Ken nha luôn em. Van Big D 23T8 16.000. Mẫu đề 3T8 mấy ngàn mát đó mà. Đức Nguyễn Hà B-D-Sick hả? Coi hồi đợt hình như thấy có bán thì trừ những nhượng nha. Hàng lên tới 20 số à, mà tới 10.000 tỷ mà bê hả? Con này 10.000 tỷ. Đập này tính là lời nha. Con này mua cộng 7 có 1.000 tỷ à. Đập lên cộng 8 bán được 10.000. Cộng 6 tới 13. Ê, mua con này cộng 6 về, đập lên cộng 7 bán được 1.000. Lợi chúng ta 113 năm con nhiêu tiền đó. 113 đập lên cộng 7 là bán được 1.000 tỷ. Cũng lời quá ta. 1.000 tỷ xong đập lên thêm cộng 8 nó bán được 10.000. Trời ơi, tiền dễ kiếm quá. Tiền dễ kiếm mát luôn à. Em mới vô cho tôi một like cái nha, em bắn like một chết cả em nhiều. Tomori nè, Tomori thấy bán nhiều rồi, con này 10.000 đúng không? Vui qua. Like, tôi like cộng 10 luôn hả? Mày hiếm nha, con này cũng đang cộng này. Con này bao nhiêu? 8.000 tỷ luôn hả? Sao không nói đập 8.000 ngang rô béo ai to luôn. Tao like cộng 10 tới mua để dành đá giải cho mày chứ. 8.000 tỷ BB đâu mua. Nó được có BB mua đặt mua này cũng căng đó chứ. Chụp bạn ấy đẹp rồi. Đã biết đâu lợi lòng kinh tế mà. Lorentem 2T8. Con này 22T5 vẫn nhiều đúng không? Này 9.000 tỷ à. 9.000 nhưng mà toàn hàng đập lên khó. Con này con Groot 2.000 à. Con này 123 chỉ số mà có 2.000 đó. Cái Toti mướt mắt quá à. Nhìn xịn quá. Xích trên cô Torres lên 5 đúng không? Ô Torres lên 5 có người bán không kìa. 241.000 tỷ rồi minh kìa. Torres 5 nhiều quá sao nó bán nhiều chứ ta. 241.000 tỷ minh luôn hả? Tranh thủ cho mua kìa. Minh luôn kìa, tôi cộng 2 bán 31.000 kìa. Trời minh luôn đá người ta. Ronaldo còn bán nhiêu? Ronaldo còn cộng 3, cộng 2 bán người ta 81.000. Cộng 3 120.000 à, Ronaldo. Ronaldo lên 5 luôn rồi đẹp á, Ronaldo 128 số à. 5 con 127 rồi và là bao rưỡi. 5 con 126 là 2 rưỡi à. 5 con trai 26 2 rưỡi hả? 5 trai 26 khó nha quả. 5 trai 26 đập lên quả này căng. Rồi nó Henry Icon TM 4 luôn hả? Ở 4 minh dữ vậy. Henry Icon TM 4 minh dữ ta. Rudiger 23U8 60.000. Con này chờ tăng phải không? Con này chắc sẽ tăng rồi. Rudiger còn 7 này kia chờ 8 nè. Dàn 7 quá trời chờ 8 nè. Ngày hôm nay tôi đã kê tụi tì để xem 1.800.000 tỷ như thế nào. Hả? Nếu với FF8 ổn không? Tưởng nếu FF8 đóng hay nếu FF8 này mua con FF8 dùn tốt nữa. Quá Son Min này đã ST đúng không? Son Min bây giờ đúng là Son Min nè, bây giờ đúng là bộ chỉ số luôn nè. Có bộ số nhìn ác luôn à. Tốc độ tăng tốc 147.48. Nhất điểm trong 48. Hôm bữa tôi đã Toti Son Min nhưng mà tôi chưa có team color này kia. Lực suốt 146, lực suốt sang 145. Chọn nguyên trí 146 luôn. Vô lê 140, tài khoản 142. Sấy ổ sấy xong có 149 đi ta. Thiếu có đào tạo, ổ bữa nhớ có đào tạo mà. Rê bóng 143, khéo léo 142. Ủa, có đào tạo thể lực. Ủa, 147 luôn. Bình tĩnh 143. Cứng như thế xuất xoáy xa mà độ qua người.
bữa chưa đào tạo, bữa nhớ đào tạo rồi mà ta. Có điểm đào tạo không? Nếu không có điểm đào tạo là nhiêu lắm, hết điểm đào tạo luôn hả? Có điểm đào tạo à? À đủ dứt điểm mà, muốn đủ 6.000 nữa cho 150 nhìn cho đẹp. Van McD 23T8 138 tốc độ. Nick này tốc độ, nick này tốc độ sao bạn á, tốc độ 138 là tốc 135, dứt điểm được xuống xa chọn chí luôn. Chuyền ngắn tầm nhìn, chuyền dài. Rê bóng một quả rồi, xảo quá không con bóng đê này. Này thêm cái đào tạo chạy trong bút chục rồi. Nếu mấy cái trong BT mũ LN đá cũng tầm giá 15k mũ LN hả? À? Còn thọc chân sao đá, anh em mũ anh em mới build hàng đỉnh đá ngon nhá. Mua để sưu tầm thì được chứ đá khó, mà đá khó. Sút xoáy, chuyền dài, sút xa, kiến tạo, sút tặng bắn ngoài luôn. 15.000 tỷ thôi. Trong hàng qua cái đề đá cho đá cánh rồi chứ. Qua để Lorente 2.5 nó không? Lorente đá xe mà được mà, đáng Lorente xe mà á. Một bao DC 132 ra cánh 131 mà. Lorente đá xe mà được mà, Lorente 22T8 mà. Mà cái này số cũng cao chứ, mà tên ủ, thể lực cho 39 luôn à, sút xa được không? Xa 31. Lực xuống 129 là tốc độ mất 134. Chuyền ngắn, chuyền dài, rê bóng sáng, tức là team này nhìn đỉnh đó chứ ha. CM này kia chỉ có tiền đạo 2.55 hay ít thôi, không ít 2.5 thôi. Berisic 2.5 này, Berisic với lại Berisic thì sao? Tốc độ 133, tăng tốc 130. Lực xuống 133 luôn. Chọn với 132, chiếc điểm 128 à. Xa 128. Tầm nhìn phạt bóng xuất xoáy. Rồi hello Hạc, Khang Nguyễn nha em. Giữ bóng ăn bằng phản ứng luôn. Đứng đầu cho 34 luôn. Thể lực cho 36. Nhảy cho 2. Berisic này ngon nha. Berisic này nhìn chạy đều đều ra, xuất xoáy tinh tế. Đánh đầu mạnh lại xuất tặng bắn ngoài. Giá 10.000 á. Con Berisic đập được nha, con này số khá thấp. Con này chỉ số rơi vào khoảng có 120, 516 là đập được thôi, đừng có mày à. Nếu cái vố này bỏ ra khoảng tầm 2.000, 2.000 tỷ à. 2.000 tỷ đập con này, mua nếu mua sẵn 1.7 giờ đập này 2.000. Tụi cha L8 ai còn khác biệt nhiều mà. Con L8 ngon nhá, L8 nùi số luôn á. Nùi số ác ngon. Cruz Bellingham 23T, Bellingham còn ác quá rồi. Cruz Bellingham 23T8, Bellingham hang này bùa đậm á. Bellingham chọn với 140 luôn à. Tony Cruz chuyền ngắn 144, chuyền dài 144 luôn. Xoáy nhiều, xoáy 138. Rơi bóng này 142, giữ bóng thăng bằng, thể lực 146, bình tĩnh 140, được ha. Sút xoáy, chuyền dài, sút xa, kiến tạo thắng chuyền bóng. Lúc Xuân An nha, nãy thua buồn không ạ. Thường buồn gì ba, ta đã giải vui giải ngoài mà. Tomori Mini, tốc độ tăng tốc. Chuyền ngắn, chuyền dài, xoáy, cắt bóng này kia, hãy lút lung lên em. Sức mạnh đủ quá rồi, quá ngon. Con Mini đá CB luôn, Mini đá CB được không ta? Từ để coi coi. Mini đá CB. Mini đá nhìn đủ CB, nhìn số cao bộ đâu thua đâu đúng không? CB số nhiêu? Cho bao 2.000 đúng không? Ngàn luôn. Xoạt bóng mày chạy đi nhìn không nhanh thôi, nhưng mỗi số thủ nhìn để được quá, có tầm 7 nữa. Hakimi Rizem, Rizem 23T8 luôn ạ, chạy 138, Hakimi chạy cho 40, thăng bằng cho 39, kèm người lấy bóng, thể lực 140 luôn, quyết đoán 134, cứng như thế mà ốc độ, mà ốc độ nó thành sớm. Tudo Live cộng 10 này chọn theo cái đối mặt đó không? Đối mặt còn Live cộng 10 đó. Live cộng 10 luôn. Vô, hôm nay đá 42, 42, 41. Em mới vô để tuần like cái nhau người nhé, cái này nhiều 42, 21. Đây sau một này chọn David Moore đó, chuyển sang cái này thu nhập. Tiếp.
được không? Ủa, nó lon luôn. Quá vậy. Nhìn lon tê 2 ti này nếu mà nó cộng 5 thì yếu ha. Mình cộng 8 thì khác biệt quá ta. Cái người đá nào? Vô, pha shot. Pha shot nhanh quá, con đỡ được đó chưa. Pha shot nhanh quá, con không đỡ được luôn mà. Thi gửi chưa? Thi gì? Nguyễn Tuấn Thi à? Nguyễn Thi Tuấn, à nhắn qua fanpage mình với. Nhắn qua fanpage dưới phòng mô tả vô, tranh thủ vô. Cảm ơn mình nha. Ui. Lô Xuân Trần nha. Rồi xếp chảy. Chưa? Hàng Kim Huy, hai bàn bao sót. Hai bàn bao sót được, hai người trái bao sót thì chuyện trái, không dễ vui nha. Chết không dễ vui. Đi đá giải gặp đối đá sơ đồ 7-2-1 thì sao ạ? 7-2-1 luôn, kỹ quá vậy. 7-1 nhìn vậy chứ cũng không có chắc chắn lắm anh em à. Cũng vậy à. Xa thôi, thường có thủ đông anh em xuất xa thôi. Đông không phải á. Móc lại nhá con. Móc lại nhá con. Phải móc lại thôi chứ sao đi được đó nữa. Đó. Tôi thì có 23 tỷ 8 rồi. Bên. Hơi gạt này mà đá ra nó lên tới 1 luôn chứ. Tỉnh. Cái gì mà đang làm lỗi này kia rồi. Trời ơi, lành. Lành như ta. Tôi vào sốt rồi. Cục mà luôn chứ. Nên tôi tì đó ngon ha. Đá nó dài tôi tì đó nhìn đêm kia ta. Anh em mà không làm team tôi tì 8 á. Anh em làm team tôi tì 24 tì mà cũng 5 đá ngon nha. Cao Hải nha, hòa xong mình xuất xa kìa. Tiền đã hello biết tính nha. Nay trên đó số FC kia thua 8 tỷ luôn hả? Còn luôn chứ, bữa em còn 11k đúng không? Ấy. 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 Hello John Nguyễn nha, là trường hello anh em mới vô để tôi một like subscribe á. Cảm ơn em nhiều. Các bạn muốn cảm xúc mà có phôi chưa? Bữa vô không đủ tiền mua phôi. AC Milan à. Milan không có mua được đồ mới. Sai. Là mấy UT mới vậy đó. Kỹ quá ta, nghiêm kèm kỹ quá ta. Anh kèm kỹ quá ta, van đê. Thế tìm đá chính xác à.
vào shop đã, chỗ cũng rút vào shop kìa. Vào shop nhìn êm ha. Hay quá là hỏi đề còn nha, em mặt hay quá vậy. Trời ơi, tôi cước luôn mà. Em chơi lúc còn 150 lượt rồi bao nhiêu full nữa? 150 lượt đúng không? Là còn 1000 lượt đúng không? 1000 lượt là còn 850 lượt. Em mới chơi gặp đối thủ rê bóng solo à. Mà không thủ được hả? Đạp. Bao nhiêu đạp rồi sao? Đạp thì chính rồi. Quả đẹp quá, quả này không lấy vô ta. Vô. Này mà thế quá mà. Mà thế ngon quá trời. Ba nó ghê vậy, chú ba chơi ghê luôn mà. Ba nó ghê quá mà. Này. Lo em tê, hết chụp vào sốt, vào sốt đặt này đã ta. Đặt mạnh gì số ba số đã ghê ta. Lòi tê ngon, lòi tê ngon nha, 25 nhìn được á. Trời ơi, vô xứng tầm quá vậy. Thôi này nó ngon, lòi tê 2 tí nó ngon á, nhìn suốt kìa. Còn 22 tí lòi tê tôi đã được đá giải có biết một lần rồi phải. Nhưng mà cộng 5 à, cộng 4, cộng 5 mà đá nhìn không ngon. Quả này đá 2 tiền, cộng 8 nhìn đá đã người ta. Hay quá ta, chuyển banh kìa. Trời ơi. Ở tại của anh đẳng cấp quá à. Wow. Mày quá, Nguyễn Nhi kinh quá ta. Nguyễn Nhi một pha lọc bằng đèn nữa vậy. Đẹp quá, đủ xuống mặt. Đã. Tìm phát có Henry, cho Henry ra cánh ta đẩy Lefe CDM mới ngon. À để Lefe ra cánh thì tình huống quá. Lefe cho ra CDM luôn như ma thớt vậy. CDM nhưng mà tốt khác nào đã cắt như bê lê. Ác tại. Quá à. So win 8. Bước quá mà. Phật đê chảy. Vãi bất kể. Được được được, thủ ghê quá. Người thủ ghê của mình nhờ không chấp vào số luôn ta. Ừ, được. Trời ơi, công bằng kia mà. Đường chứ, sao mà thua được. Có thua ra, đừng đẩy cái cục nhau ghép được thôi. Hay vãn được. Thế là Hoàng Nguyễn của em. Vâng đi. Du khiến phô vậy, ý bạn bê phít. Vâng đi, được. À. Chạy còn lại Nesta qua xong win 24-8 chạy còn lại Nesta cắt Rian à. Và hôm nay mới mua à, này bữa đá rồi, này bữa đá cây ra đá rồi. Gây vô làm game này được này đó làm gì đây. 422 3VD cũng được cho ai săn rồi đây.
cho KK con TM vô. KK TM luôn à. K số 4 thì cho lên 5 luôn chứ. Hoặc này cho mấy con lên 5 nữa thì thôi nó là full ấy luôn đúng không? Hay cho mấy con lên 5 nữa thành là, cho mấy con lên 5 nữa thành là cây là 2 triệu tỷ rồi. Giờ đã tự cây ra rồi. Hai group 6. Group 5 quá. Cũng là 423 tỷ 8 rồi đá nhìn mượt ác luôn à, nhích D nhìn dễ vui, bừng banh ít nào bị lỗi luôn á. Còn đời chạy dữ à, trong 40 chạy. Ui còn lúc nãy, càng lúc nãy. Càng lúc. Chạy kìa. Ui chạy kìa, Van D chạy kìa. Van D 23 không? Mới mua cho nên. D chạy dữ không? Đây chạy được không? Ủa, chạy luôn này, chạy đá thì chứ, cầm này chạy nhanh đây mà, chuyển hướng nhanh ghê. Bên đây thì cô băng đê. Phải chuyển hướng nhìn nhanh ta. Nhìn mướt thiệt chứ. Tôi thấy nghề nghề đứng đi cả cực chán quá. Tôi có chỉ được hơn 2 mà chạy thua mấy con tôi đang đi một. Không lầm nha, băng đê, phao sốt. Game này game sưu tập mà anh em. Có thể là game mới vui. Có phong đề vào shop mình đã và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.